Thì hôm nay mình hướng dẫn anh em mà đánh intro sống của cái bài Amacodon của KCM. Thứ nhất là lấy sinusoid và tempo của nó là 86 cho đến 90 nhé. Và bên bài này thì nó chủ âm của nó là son thứ và nó cũng có 8 khuôn. Thì cái bài này mình chỉ hướng dẫn là đánh intro sống thôi nhé, tại vì nó sẽ không đủ các chắc để anh em như người ta phối ấy. Những cái style người ta bán thì nó đủ các chắc hơn. Đây mình chỉ có hướng dẫn là đánh đơn giản để anh em xem. Thì mình đánh chậm cho anh em xem này. Ta thả thập âm nó là âm chủ là son này, son này, pha trưởng này, đô thứ này, pha trưởng này, son này, trưởng, pha này, trưởng này, đô thứ này, pha trưởng này. Đó, để ta vào lời của bài hát này. Thì bây giờ ta bật cái đông lên thôi. Bật cái đông lên thì ta intro lại cái 8 khung vừa rồi ạ. Ta đặt đúng hợp âm cho nó là được. Son, pha, đô, pha, son, pha, đô, pha. Đó là xong một cái, đó là gọi là intro đơn giản nhất để anh em chơi. Còn đến đoạn điệp khúc đây, giang tấu đây. Thì đấy là mình hướng dẫn đánh cái intro như vậy. Thì anh em thấy nó bổ ích thì anh em tập theo, còn mà cảm thấy nó không được đạt yêu cầu như anh em thì anh em cho mình một cái like cũng được. Mình cảm ơn anh em rất nhiều nhé.